Ok, hai chị con mình là Linh đây. Mình nhận được khẩu ấy luôn. T tip 92 đúng không? Hôm nay em sẽ cùng mình tế test cái chế độ mới của bọn Khựa. Cái này nói nôm na thì nó như kiểu cái chế Battleground ấy, cái game đấy. Thì này là nó tích hợp ở trong truy kích nhưng mà mình không biết nó như nào đây. Đó, anh em nhặt mấy cái đấy đấy, xong rồi bấm B này. Bấm B thì nó sẽ ra kho đồ cho anh em. Mình có đạn gì đây? Phụ kiện à? Đây là đạn shotgun đúng không? Đạn này. Đây là đạn của shotgun này, đạn súng máy này. Đạn lục. Ok, cái này cái gì? Cái này mình không nhìn ra nó là cái gì kìa. Rồi, thôi rồi mình cứ đi nhặt tiếp đi. Hay phết nhỉ. Sao mình nhìn thấy nó? Ôi, nó có shotgun. Ôi chết rồi. Mày nhờ mày Linh. Mày thích gì? Ta khựa mày. Trời ơi, cầm lục cân luôn. Ôi trời tối à. Ôi phát đấy mình không hiểu sao mình nhìn thấy chúng nó nhá. Mình nhìn như kiểu hack gua á. Ok, tiếp tục. May phát đấy. Trời, mình yếu rồi. Chạy đã. Bọn này bắn đau quá. Ôi, cứ bình tĩnh thôi. Không phải gì phải vội cả. Đây có hòm này. Anh em nhặt mấy cái hòm này thì nó sẽ có. Mới thêm một càng nghe đây. Mày sao nó trâu thế? Ôi trời sáng rồi. Ôi. Ôi mình lên top luôn này. Sao mà nó ăn gì mà nó trâu ấy? À hình như 500 máu anh em ạ. Tức là máu ở đây nó rất là nhiều. Chứ mình sắp hết đạn rồi. À đây. Ok. Xem có súng gì mới. Sao cái khẩu. Mình vừa khẩu Diablo mà. À đây. À đây cái khẩu F-VIP mà. Từ từ mình núp ra. Sao mình không cày được ta? Đó. Mình nhận được Phantom F-VIP anh em ơi. Đẹp trai rồi, từ từ. Phải đánh cẩn thận, không bọn này nó hồi sinh đi, nó đi linh tinh lắm. Ngon anh em ạ. Hay à, anh em nhận được cả F-VIP ở đây nhá. Trời sáng. Chúng nó bắn nhau đằng này. Rồi mình sẽ đi di chuyển sang nhà khác nhá, xem cái map này nó rộng không. Mình thấy nó rộng vãi này. Đây mình thấy một thằng đằng này. Chúng mấy viên rồi. Ui, sói hú kìa. Sói hú là trời tối nhỉ, đúng không? Đúng thật. Trời tối rồi. Đây. Mình nghe thấy hướng này. Cái này anh em phải đeo tai nghe cho to một tí để dễ nghe nhé. Mình cho âm thanh hơi nhỏ để anh em nghe thấy mình nói chứ không ổn lắm. Ở đâu ta? Ngay dưới chân mình. Đấy, nó đây. Rồi. Ôi. Hết đạn rồi. Ôi chết rồi, mình có 5 máu. Lạc quá. Ôi chuồn đã anh em ơi. Chết rồi, mình có 5 máu thôi. Cái này không có hồi máu à? Từ từ. Mình núp ở đây đã. Xem có máu không. Anh em bấm 2 lần chuột thì nó sẽ tự dùng. Mình có mũ này, đây là mũ 1 này, giáp 1 này. Mũ 2 này. Anh em bấm 2 lần chuột được. Bấm 1 lần thôi, bấm 2 lần là nó lại ra đấy. Mình hết rồi, Phantom Evic còn có tí đạn này. Rồi bán snip đi. Chứ được có 5 máu này. Tiếng gà gáy, chắc là trời sáng rồi. Chứ được có 5 máu thì làm ăn gì? Chưa survival rồi. Lag, nói chung là lag có phải khó chơi. Đây. Ôi. Bắn nhau đi, thôi tay em. Chạy. Ôi dồi ôi. Cái gì kìa. 196 máu. Đủ chết rồi anh em ạ.
Thôi rồi, mình sẽ xem bọn này đang chơi kiểu gì đã. Thế còn xem còn bao nhiêu thằng nữa thì xem ở đâu nhỉ? Ô, còn đông lắm. Đây thằng này vẫn còn có chạy dao đi lang thang đây này. Ơ thế cái này nó không có hồi máu à? Ở kia nó cũng có cái kiểu băng đít này, xong rồi cả phớt e các kiểu để hồi máu mà cái này không có à? Thế còn tí máu thì đúng là nhục. Để nó núp ở đây này. Hơi khó hiểu một tí nhưng mà thôi mình đang hiểu dần dần rồi anh em ạ, cứ bình tĩnh. Nhưng mà mình chết boss không đâu. Sao vẫn còn đông vậy nhỉ? Ok anh em tiếp tục. Đây mình đang vào trận khác đây. Ôi đây xem nào. Chả có gì cả. Ôi trong này nhiều hòm này. Cái này anh em cứ gọi là nhặt thật nhiều vào, nhặt nhặt nhiệt tình rồi mới đi bắn nhau chứ đừng ham hố vội. Không giết nổi chúng nó đâu bởi vì lúc đầu quá ít đạn mà. Sao chúng nó nhiều máu nữa. Ôi mình rút kinh nghiệm anh em, nhặt thật nhiều rồi đi bắn nhau. À đây. Từ từ xem có súng mới chưa. Có khẩu DE thôi. Từ mình sẽ đi kiếm súng đấy. Trên này kiểu gì cũng có thằng. Mình nghe thấy mang máng ở đây này. Một thằng, ô đi đây. Chạy đâu à, nó chạy xuống dưới đây. Ok. Khỏe vãi. Mày lì lợ mà xuống khỏe thế. To rồi anh em ơi, to rồi. Giết được một thằng to luôn. Mày kiếm đạn thấy chưa anh em, nhìn thấy không? Vừa đây 40 mấy viên mà bắn tí là hết. Đi kiếm đạn đã. Ôi, ở trên này không có cái gì à? À, trời sáng rồi, thấy gà gáy rồi. Ô, AK. Từ từ. Mày nhìn thấy AK đây. Ô. Phụ kiện của nó đây anh em, tăng tăng tốc độ thay đạn này. Được đúng không? Để mình bắn thử. Đây, mình hình như đây là phụ kiện của nó. Ủa AK có phụ kiện nhìn ngon đấy. Ôi. Giờ thì không ngán bố con đứa nào rồi. Thôi cứ nhặt đi, bởi vì AK mình có tí đạn thôi. Đây rồi, đây rồi. Đấy, mình có giáp, mình đã có. Ôi giáp mũ 3 này. Mũ 3 giáp 2. Ok. Trên đầu mình, trên đầu mình. Đâu rồi? À, à, đây đây rồi, đây rồi. Thế rồi, thế rồi. Hello. Chết đâu rồi? Ôi, mình không biết nó có dễ không nhưng mà nhanh thế. Chắc nó chạy lên đây rồi. Ui cái này nó... Ui nó như mê cung này khó quá anh em. Có khi đứng đây mới tỉa. Có thằng là nằm dạng háng ở đây rồi. Ui trên đầu trên mình, trên đầu mình, trên đầu mình. Nghe gần lắm, ở đây. Ui shotgun kìa. Ui vãi. Vãi nó cầm được shotgun ạ. Vãi trưởng thằng này hên đấy. Mình sắp chết đến nơi rồi. Ờ xem nào. Không có hồi máu à. À. Có cái trị thương này em này nhìn này. Như kiểu cái cuốn băng vậy. Trời ơi thế này thì đánh đấm gì. Mình có 100 máu thôi. À 10 máu ấy kìa. Ôi tích cực nhà xem có băng băng đít không. Mình nhìn thấy. À có một thằng trên này, có thằng trên này. Ngon. Máy quá, ôi thỉnh thoảng ạ. Ôi chết rồi. Ôi ok, vẫn top anh em nhưng mà. Ok mình hiểu hiểu dần rồi. Nếu mà chế độ này anh em thằng nào súng, thằng nào nhiều đạn thì thằng ấy là bố, kiểu vậy.
Em rất là chịu khó, phải chịu khó nhặt đạn vào. Các bạn vậy mình không hiểu sao không nhặt được cái để tăng máu, hồi máu được, nhưng mà ôi anh em nên thử nhá. Ôi, ok, anh em xem nhớ like và chia sẻ cho mình cả nhá. Chúc anh em một ngày vui vẻ, bye.